Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với điện tử thực hành NVT, website www.bachkhoadiệntử.com. Những ứng dụng điều khiển từ xa đang được sử dụng phổ biến trong cái thế giới hiện đại hóa và công nghệ số hóa như ngày nay. Thì các bạn thấy hầu hết là những cái cửa cuốn này, những cái chiếc khóa từ xa của xe máy này, ô tô này và rất nhiều các cái ứng dụng điều khiển từ xa khác, thì các bạn sẽ thông thường sẽ nhìn thấy một tay cầm điều khiển từ xa như thế này. Trong video này, NVT sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế một cái mạch điều khiển từ xa bằng những kiến thức đã học về tín hiệu điện là gì này, và dư ne là gì này, IC ổn áp là gì này, và cách điều khiển transistor trong thực tế. Chúng ta sẽ thiết kế ra một cái mạch ứng dụng các cái bo điều khiển từ xa này để điều khiển được một chiếc bóng đèn như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ cần những cái linh kiện sau. Thứ nhất, đây là một cái tay phát điều khiển từ xa. Tay phát này sẽ có mã hóa được 4 kênh độc lập, đó là A, B, C, D, đại diện cho 4 tín hiệu tương ứng với 4 phím điều khiển. Và một bo thu là một bo giải mã. Khi cái tay phát này phát ra, truyền ra cái sóng RF này được mã hóa và truyền tín hiệu sóng điện từ qua cái anten này gửi qua không gian, và cái bo này là bo nhận tín hiệu cao tần đó. Sau đó con IC này nó sẽ giải mã ra, và nó cũng sẽ giải mã ở đây. Tay phát là phát ra 4 kênh mã hóa 4 kênh ABCD, thì thằng bo thu này nó cũng được giải mã ra là tương ứng với cả các cái tín hiệu là từ D, giải mã ra và từ D0 cho đến D3. Các bạn sẽ nhìn thấy này, các chân này, từ D3, D2, D1, D0 này, GND này, VT này và VCC. Thì trong đó là các cái tín hiệu ra từ D0 cho đến D3 tương ứng với các kênh từ A đến C. Đó. Đó là các cái tín hiệu đầu tín hiệu mã hóa này, và 4 kênh được giải mã ra tương ứng với cả 4 cái ngõ mã hóa như này. Thì đấy, nó sẽ là còn hai cái chân GND và VCC là chân nguồn nuôi. Cái bo này được cấp với dạng 5V. Đấy, thì khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ cần quan tâm là cấp nguồn nuôi và hai chân GND và VCC. GND và VCC. GND và VCC. Là cấp cho nó dạng 5V. Sau đó thì khi mà nhận lệnh một cái tín hiệu điều khiển nhá. Ví dụ tôi bấm kênh A đây, thì lập tức cái bo này nó sẽ xuất ra một tín hiệu ở chân D3, một cái tín hiệu logic bằng với cả mức cấp nguồn nuôi cho nó là 5V. Bấm một lần nữa thì cái chân D3 này nó lại xuống về 0V. Đó, thì các cái kênh còn lại hoạt động cũng tương tự như thế. Bấm lần đầu thì ở đây tôi sẽ nói lại kênh A là mã hóa này sẽ thì được giải mã này. Cái là cái kênh D3 là giải mã cho cái kênh A này. Kênh D2 là giải mã cho cái thằng B này. Kênh D1 này là giải mã cho cái thằng C này. Và kênh D0 này là giải mã cho thằng D này. Trong đó thì khi chúng ta cứ ấn một lần thì nó sẽ thay đổi trạng thái của tín hiệu. Đó, ví dụ nó đang ở trạng thái là không có điện, thì chúng ta ví dụ muốn điều khiển cái kênh 3 này, tôi ấn nút A một lần thì nó sẽ cho ra đang từ mức không có điện, nó sẽ cho ra mức có điện là mức 5V. Ok. Sau đó nếu mà nó đang mức 5V rồi và nó sẽ nhớ trạng thái đó, khi chúng ta ấn tiếp phím A này thì trên D3 này lại cho trở về 0V. Đấy, thì nó sẽ là thay đổi trạng thái tín hiệu và có nhớ. Bây giờ tôi sẽ sửa đồ mạch sẽ được mắc như sau. Muốn được điều khiển một cái bóng đèn như thế thì các bạn sẽ quay trở lại đây. Đó là đây là cái tay phát này, và đây là cái bo thu này. Đó, thì có các chân bo thu, nó sẽ có chân D3 đến D2 đến D1, D0 này là những cái chân dữ liệu xuất ra giải mã tương ứng với cả các kênh A, B, C, D. Ok. Và chân hai chân nguồn nuôi là GND và VCD là chân nguồn. Mát thì đối với GND và 5V chúng ta sẽ cấp vào cái bo thu này. Thì chúng ta ở đây chúng ta sử dụng một con dây này là 12V. Đấy, để điều khiển đóng tắt cái bóng đèn. Nên do đó thì chúng ta sẽ sử dụng nguồn 12V. Từ cái nguồn 12V này chúng ta sẽ phải sử dụng của con IC ổn áp 78 là 05 nữa.
để cấp nguồn cho bo thu. Và cái tin chân tín hiệu D3 này, tôi lấy cái kênh tín hiệu D3 là chân điều khiển cái dư này này, nó có chân này nó sẽ xuất ra không thể kích trực tiếp vào dư này, sau đó tôi sẽ sử dụng một con chân thì to nghịch S8050 ở đây và nối tiếp với nó một con điện trở kích dòng điều khiển là con tầm 1K. Đấy thì toàn bộ những cái thiết linh kiện cần có đó là bao gồm là một bóng đèn này, một con dư đèn 12V này, đấy, một con chân thì to nghịch này, một con điện trở 1K này, một bo thu này và một IC ổn áp. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thì khi ở bên này phát ra nhé, chúng ta bấm một tay điều khiển này. Đấy, thì lập tức là bên bo thu đã thu được cái dữ liệu đấy và nó sẽ đưa ra thay đổi trạng thái tín hiệu để điều khiển cái con chân đi to này. Bấm lần tiếp theo nữa thì nó cũng sẽ thay đổi trạng thái tín hiệu, nó đang dẫn thì nó sẽ cho ra mức ngược lại, tức là ngắt đi. Rất là đơn giản. Bây giờ ok, chúng ta sẽ là lắp mạch xem. Ok, sau khi mà các bạn đã lắp được ra như này thì mạch hoạt điện sẽ bao gồm những cái gì sau: một cái bo thu sóng vô tuyến này, một con transistor nghịch này để kích dẫn dư này này, một con IC ổn áp để cấp bên 12V này thành 5V cho cái bo thu sóng vô tuyến đấy, và một tay phát phóng vô tuyến ở tần số 315 MHz. Bo thu cũng là một bo thu 315 MHz. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây tôi đã lấy chân D. Chân D là chân tín hiệu ra. Chân D3. Chân D3 là chân tín hiệu ra. Tương ứng với cả nó giải mã cho cái kênh mã hóa là kênh A này. Vậy là khi tôi ấn vào kênh A này thì nó chân D3 sẽ thay đổi trạng thái tín hiệu mỗi sau mỗi lần nhấn. Đó, nếu mà nó đang ở trạng thái 0 thì nó sẽ sau khi tôi ấn một lần lên kênh A thì nó sẽ đưa ra trạng thái cao 5V để kích dẫn con tràn này hút dư nè cũng là làm bóng sáng. Ở đây là sẽ có 4 kênh mã hóa ABCD. ABCD tương ứng với cả D3, D2, D1, D0. Đó. Đây là tôi sử dụng một kênh thôi. Còn lại 3 kênh từ D2 đến D0 này là bỏ trống. Nếu các bạn mà cài này tay thế này nó có 4 mã hóa là 4 kênh thì các bạn có thể điều khiển 4 kênh độc lập. Các bạn có thể điều khiển 4 thiết bị độc lập. Ok. Là muốn ấy thêm một thiết bị nào thì các bạn sẽ thêm cụm dư le transistor này và điện trở này mắc vào cái chân còn lại để vào đây ba. Tương tự như thế thì các bạn sẽ thấy là nó hoạt động rất là đơn giản. Đấy. Như vậy thì việc chế tạo thiết bị một cái điều khiển từ xa này nó rất là đơn giản, không quá khó như các bạn tưởng tượng. Các bạn sẽ chỉ cần chuẩn bị một tay phát, một bo thu và hiểu, đọc thêm về cái phần sử dụng transistor thực tế của tôi để biết về cách tính toán điện trở hãn dòng cho con transistor này khi điều khiển một con dư ne, và tìm hiểu thêm về con IC7805 để tạo ra ổn áp 5V. Khi cấp 12V nó sẽ tạo ra 5V để nuôi cho bo thu sóng này và thế đầu lối tiếp điểm còn lại đối với bóng đèn ở ngoại vi. Đây tôi lấy ví dụ là bóng đèn, còn lại thì trong thực tế thì các bạn có thể lấy điều khiển thiết bị nào tùy các bạn, có thể là động cơ, có thể là một máy móc nào đấy, nhưng các bạn hãy quan tâm là cái dòng chịu đựng của dư nẻ nó có thể chịu đựng dòng quá tải hay không. Lúc này các bạn cần tham khảo lại cái bài về điện tử cơ bản tham 17 nói về dư nẻ của tôi. Ok, thì sau video này tôi đã hướng dẫn các bạn thiết kế những cái mạch điện sử dụng điều khiển từ xa trong thực tế. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thiết kế điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.